Lúc nãy tôi cuống quá nên không nhớ rõ. Giờ tôi nhớ ra rồi. Hôm đấy anh Bạt đưa tôi quay lại nhà hàng. Tôi có xuống hầm kiểm tra thì thấy có một chiếc vali vứt chỏng trơ. Tôi kiểm tra thì thấy có mấy thứ linh tinh ở trong đấy thôi. Tiện tay thì tôi để ở trong góc tường. Rồi hôm con em Trang ở trong nhà hàng ấy, nó xin đi về quê mấy hôm, tôi thấy có cái vali ở đấy để không thì tôi đưa cho nó luôn mang về quê. May mà chị cho em cái vali này, không em không biết lấy gì để mà được đồ luôn ý. Không quan trọng, nhưng mà nhớ về quê 3 hôm rồi lên ngay đấy. Vali của Bạt mà cô lại tự tiện cho người khác thế à? Thì tôi thấy có sao đâu. Tôi hỏi anh Bạt thì anh Bạt bảo không phải của anh ý. Còn anh Vũ thì anh cũng không nhắc đến. Với lại chỉ là cái vali thôi mà.